Vào cuối năm 2019, có một kênh YouTube 1977 đã cho ra đời một clip có tên là Sống mòn giáo án lửa thiêng, lấy bối cảnh là tiểu thuyết Sống mòn của nhà văn Nam Cao. Clip rất là hay, được hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên trong clip có nhiều cảnh khá là khó hiểu đối với những ai chưa từng đọc tiểu thuyết này và đó cũng là một trong những lý do mình làm video này để review cuốn sách. Nếu các bạn đã đọc nó rồi thì thật là may, còn bạn nào chưa đọc thì mình nghĩ là bạn nên đọc nó trước bởi vì trong quá trình mình review có thể đi vào quá chi tiết khi các bạn đọc nó thì không còn nhiều điều bất ngờ nữa Để nói về Nam Cao, có thể mô tả ông bằng một từ, đó là tả khổ, bởi hầu hết các tác phẩm ông viết, cuộc sống của con người đều hết sức khổ sở. Có người còn ví những tác phẩm của ông như là Những người khốn khổ của Victor Hugo phiên bản Việt Nam vì sao vậy? Bởi vì chính Nam Cao là một người khốn khổ. Năm 18 tuổi, sau khi học xong cao đẳng tiểu học ở Hà Nam, ông quyết định Nam Tiến vào Sài Gòn lập nghiệp. Ông làm đủ thứ nghề như thư ký, viết content quảng cáo, dạy học. Nhưng vì sức khỏe yếu, lại bệnh tật, cho nên ông phải trở ra Hà Nội, dạy cho một trường tư. Gia đình ở quê hết sức là chật vật. Thỉnh thoảng, ông gửi vài đồng bạc về quê để vợ con có bữa rau, bữa cháo. tác phẩm Sống mòn được ông viết năm 1944 ở chính ngôi làng của ông, làng Đại Hoàng hay còn gọi là làng Vũ Đại. Trong thời gian này, Nam Cao đã gia nhập Hội Văn hóa Cứu quốc, bắt đầu bước chân vào con đường cách mạng. Ban đầu nó có tên là Chết mòn, ông viết xong để vào ba lô cho Tô Hoài giữ khi tản cư lên Việt Bắc. Đến năm 1956 mới được xuất bản. Lúc này thì Nam Cao đã qua đời được 5 năm rồi ông bị địch phục kích trong một lần di chuyển ở Ninh Bình. Trong khoảng 15 năm cầm bút, Nam Cao viết chủ yếu là chuyện ngắn, ngoài ra ông còn viết 6 tiểu thuyết, nhưng hầu hết thất lạc, hiện nay chỉ còn lại hai tiểu thuyết là Sống Mòn và Chuyện Người Hàng Xóm, trong đó Sống Mòn hay và được nhiều người biết đến hơn cả. Thứ là một người có học, có ước mơ và hoài bão. Sau khi tốt nghiệp, anh vào Nam kiếm kế sinh nhai, nhưng do sức khỏe yếu nên phải về quê, chịu cảnh thất nghiệp dòng dã 3 năm. Anh họ của Thứ tên là Đích, cùng với người vợ chưa cưới tên Oanh đã mở một trường tư ở Hà Nội. Nhưng do bận công việc ở trên tỉnh nên Đích đã mời Thứ về làm hiệu trưởng, dạy học cùng Oanh và San. San là một người bạn cùng làng với Thứ. Ban đầu, Thứ rất tận tâm với trường lớp. Trường càng ngày càng có nhiều học sinh vào học, nhưng đồng lương nhận về quá rẻ mạt thậm chí còn bị cắt xén đủ đường, không đủ tiền gửi về cho vợ con, nó khiến thứ đâm ra chán nản. Nhiều lần muốn nói thẳng mặt với đích và oanh rằng họ đang lừa lọc, đang bóc lột anh, nhưng do bản tính hiền lành, ngại va chạm nên thứ từ bỏ. Cuộc sống chung đụng gây ra rất nhiều phiền toái, thứ và san liền dọn ra ở chỗ mới, dù tồi tàn hơn nhưng được cái lại thoải mái hơn. ở đây thứ tiếp xúc với nhiều người hơn, như ông bà chủ trọ vợ chồng thằng phu xe thứ nhìn nhận về cuộc sống của họ và của chính mình thứ thấy rằng cái sự nghèo khổ đã làm thu chột đi hoài bão và ước mơ của con người khiến con người phải chết mòn chính bởi cái nghèo đói ấy thứ càng ngày càng trở nên nhỏ mọn và ti tiện với những người xung quanh thứ nghi vợ ngoại tình nghi vợ hư hỏng mặc dù cô ấy biết giữ nề nếp hết sức lo toan cho gia đình rồi khi nhận được thư báo rằng đích sắp chết do bệnh lao thứ lại mừng và mong đích mau chết, nhưng rồi y lại khóc vì cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân mình. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, các trường học hàng quán phải đóng cửa, thứ thất nghiệp lại về quê ăn bám vợ con, trong khi họ đã chịu đựng quá nhiều đói khổ rồi, thứ lại càng đau xót cho kiếp sống của đời người. Nhưng nay mai mới thật buồn, y sẽ chẳng có việc gì làm, y sẽ ăn bám vợ, đời y sẽ mốc lên, sẽ dỉ đi, sẽ mòn, sẽ mục ra ở một xó nhà quê Người ta sẽ khinh y, vợ y sẽ khinh y, chính y sẽ khinh y Rồi y sẽ chết mà chưa làm gì cả Chết mà chưa sống Cái mình thích nhất ở sống mòn đó là sự trái ngược trong suy nghĩ Của những người chân lấm tay bùn với những người mà có tri thức Người nông dân như Thứ, Vợ San, thằng Phu Xe Chỉ cần làm sao lo cho đủ ăn là đã thấy hạnh phúc rồi còn đâu thứ là người có học anh lại mơ ước cái gì đó cao xa hơn như là được cống hiến cho nghề nghiệp được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình nhưng về sự thật thì hóa ra thằng ở thằng vui xe là hạnh phúc hơn vì sáng nó đi làm tối về cơm vợ nó nấu còn thứ thì phải chịu sự cô đơn vì phải xa nhà sự cô quạnh cứ gặm nhấm lấy y đoạn mình thích nhất đó là đoạn giữa chuyện chương 11. Chuyện này thì có 20 chương, trong đó có cuộc đối thoại giữa Thứ và San. Ở chương này, Thứ đã chia sẻ ý nghĩa của mình về mục đích sống của con người. Thứ vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của Y trở nên chế nhạo hơn. Y hỏi vặn San, anh có bằng lòng làm một cục đá để sống sung sướng không? Y tự trả lời, cố nhiên không. Anh vẫn muốn làm người, làm vật sống, vẫn muốn sống như thường, nhưng anh sống mà anh khinh sự sống bởi vì sống tôi nói cái sự sống tự nó biết chứ không phải cái lối sống vô tri của cỏ cây sống tức là cảm giác và tư tưởng sống cũng là hành động nữa nhưng hành động chỉ là phần phụ có cảm giác có tư tưởng mới sinh ra hành động bản tính cốt yếu của sự sống là cảm giác và tư tưởng cảm giác càng mạnh càng linh diệu tư tưởng càng cao kẻ vô học cũng giống như những giống người mọi dợ, sống nông cạn, thấp kém, thô kệch hơn những kẻ có học và những người văn minh. Cốt truyện của súng mòn đơn giản và gần như không có cốt truyện. Cái nam ca muốn nhấn vào ấy là miêu tả bối cảnh hiện thực lúc bấy giờ và tâm trạng của nhân vật thứ. Khi thứ day dứt với nỗi thống khổ của y và của những người xung quanh, thứ cho rằng người ta cần biết khổ, cần nhìn nhận rõ ràng cái khổ để tìm cách diệt khổ. Nhắm mắt không phải là can đảm, cũng không phải là một phương sách tốt. Sự tìm tòi, sự suy nghĩ sẽ khiến cho nhân loại dần dần hiểu biết. Và sự hiểu biết sẽ vạch ra những con đường, sẽ chỉ rõ cho người ta phải làm thế nào. Tuy nhiên, cũng chính vì cốt truyện đơn giản, nhiều chi tiết lẻ tẻ, nên khi đọc sống mòn nó sẽ không cuốn hút được như những tiểu thuyết trinh thám, nên cũng đòi hỏi sự kiên trì của chúng ta với tác phẩm gần 300 trang này hầu hết cả nhân vật trong tiểu thuyết của nam cao luôn chăn trở làm sao để có thể sống tốt hơn có hoài bão và khát vọng hơn ví dụ như nhân vật nhà văn hộ trong đời thừa muốn viết một tác phẩm để đời sánh ngang với nobel văn học hay nhân vật điền trong răng sáng muốn trở thành một thi sĩ nổi tiếng hoặc như nhân vật thứ muốn sống trọn vẹn với nghiệp dạy tuy nhiên tất cả đều có chung một bi kịch đó là nghèo và thất bại dù họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa để đánh giá chung thì sống mòn là cuốn tiểu thuyết đáng đọc đáng suy ngẫm có tính thời sự cho đến ngày nay đặc biệt sống mòn cùng với trí phèo lão hạc đã tạo nên ba nền móng chính trong vũ trụ điện ảnh của nam cao hay còn có tên gọi khác là làng vũ đại ngày ấy